Em chào tất cả các bác nha. Chiều nay là ngày 31 tháng 10. Hôm nay em mới về được cái lô đồng hồ mới các bác nhé. Em đang giới thiệu các bác. Các bác ưng thì em làm thì nha, cho liên hệ. Số điện thoại em là 0383 440 440 các bác nhé. Mày toàn siêu phẩm này. Cho chim ngưỡng con long zin đẳng cấp này. Nhìn là mê không nhá. Đẹp không ạ? Đó, một con long di của nhà cơ automatic tự động này, 6 ít mét này. Này, nó thông báo là một Thụy Sĩ nhá, nhưng con này không phải đâu ạ. Nó là máy Nhật thôi các bác nhá. Máy Nhật đẹp quá nha. Đấy. Chống nước 30 mét. Con này nó đẹp lắm các bác ạ, mặt nó đẹp long lanh luôn. Đẹp như con đồng hồ em bán 16 triệu nhá, không khác gì luôn. Đẹp quá. Rồi. Không có điểm trừ luôn. Đấy, một con long zin này, cơ auto brake tự động đó nha. Đấy. Long zin này là long zin máy Nhật thì ạ. Đẹp lắm ạ, nhưng mà con này nó không chê đâu được đâu. Xuất sắc luôn đấy. Size 40. Mã V1. Size 40 nhé. Bao lấy con này để bác giá là 2 triệu 6. Một siêu phẩm các bác ạ. Mã V1 ạ. Size 40 giá 2 triệu 6. Em lên cho bác một con này nhé, nó chất này. Con này không đẹp không ăn tiền các bác nhé, đẹp lắm luôn ạ. Một con Patek Philippe này, cơ automatic này, con này lịch này, hai ô lịch góc góc giữa 12 giờ luôn. Patek Philippe này. Và một ô lịch góc 6 giờ, đây lịch ngày chắc là đây lịch năm này, đẹp lắm các bác nha, và không có điểm chê đâu ạ, núm nước thẳng logo hết. Con này nó đẹp xuất sắc đây các bác nhé. Đấy, tiếp tục nó là một em máy Nhật nữa nhá, Patek Philippe máy Nhật, dây không nhỉ, đẹp không, vàng hồng nhé. Còn đen tay em nói các bác là không đẹp không ăn tiền luôn, cọc số học trò. Em nói là size 40 quá xịn luôn. Mã V2 size 40 nhé. Bao lâu này em để bác cái giá là 2 triệu rưỡi. Mã V2 giá 2 triệu rưỡi. Mã V2 size 40 giá 2 triệu rưỡi. Em lên con long zin mặt đen cho các bác này. Ngắm nhìn em cái đẳng cấp chưa? Đó, một em long zin này. Cơ automatic nhé. Máy mi nhé, con này máy mi Muta này, một dòng máy Nhật đẹp không nhé, còn lên tay rất là sang luôn. Size 40 không nhé, size 40 mặt đẹp luôn. Con này mã V3. Mã V3 này, size 40 này, con này giá 2 triệu 6 nhé. V3 size 40 giá 2 triệu 6 ạ. V3 size 40 giá 2 triệu 6.
Cho vào chim ngưỡng con này nó đẹp. Hai túi bê lông nhé. Chạy miễn bàn luôn, hai túi bê lông. Hai túi lồng cơ automatic và con Patek Philippe nhé. Máy hai máy chạy vào vèo các bạn ạ. Con này cái dòng máy này nó hay lắp vào cho đồng hồ Đức này, dòng máy này. Máy này gọi là máy xi răng luôn nhé. Máy này cực kỳ chất lượng luôn này. Đồng hồ Đức nó chuyên lắp máy này luôn nhé. Đẹp nhức mắt luôn. Con này size 43. Con Patek Philippe hai máy nha, hai túi lông này. Đấy. Size 43 này. Đẹp. Đẹp long lanh luôn. Size 43. Mã V4. Size 43. Bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 6. V4 này size 43 cái 2 triệu 6. Lên cho bác một con Senko cho nó đẹp đội hình. Một con Senko đẹp hết nước chấm luôn. Chấm hết cuộc tình luôn. Ngắm nhìn đẹp xuất sắc này. Từ cái chữ nghĩa còn sắc nét lắm. Máy này. Đó. Rất là đẹp luôn nhé. Con này cực kỳ đẹp luôn đấy. Bác nào mà mua con này chúc mừng. Xuất sắc luôn. Size bao nhiêu đây? Con này size 42. Size 42 này. Con này là mã V5. Size 42. Bao lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 3. Mã V5 này, size 42 giá 2,3. Đây thì mang con độc lạ luôn này. Trời ơi, mày đẹp quá. Mặt này mặt xanh lục bảo này, cho nó đẹp. Thế máy Nhật luôn nhé, con này máy mi này, đẹp xuất sắc luôn. Một con Patek máy mi. Size 40 ạ. Mã V6. Size 40 này, con này giá rẻ V6 60, bao lấy con này để ra cái giá là 2,4 triệu. Đấy, mã V6 nhé, size 40 này, giá 2,4 triệu. Lên bao một quả dây da cực phẩm luôn.
Trời đẹp quá các bạn ạ. Ta thấy clip mày đẹp long lanh luôn này. Patek Philippe này. Đẹp quá, thật sự quá đẹp rồi. Patek Philippe. Đeo lên tay sang trọng. Size 40. Đây là mã V9 V8. Size 40 này. V8 size 40 bao con này em để bao cái giá là 2,4 triệu. V8 size 40 giá 2,4 triệu. Đây hôm nay mới về một con này cực phẩm luôn, lên cho bác nhé. Nó siêu của siêu phẩm. Bác nào may mắn biết cái này về. Chật lắm bác nhé. Hàng trưng bày các bạn, hàng trưng bày cực đẹp luôn. Đẹp nhá, quấn này. Kỹ không? Đúng là tiền nào của đó các bạn ạ. Hàng nhiều tiền nó quân kỹ ghê. Tìm cái mối cũng hơi khó bác nhé. Tìm cái mối vì cái này giật ra là không được đâu bạn. Phải tìm đúng cái mối thôi. Loàng hoàng phết cái đồ dầu này. Úi xời. Chắc em cắt mỏi quá, ngứa mắt quá. Giờ là cái dòng bán đồng hồ đó mà nóng tính chứ không làm được nhé, tỉ mỉ cũng làm được. Bực ghê. Nhiều khi cái đầu nó ngay đây mà mình không nhìn thấy các bạn, nó rất là lòng ngoằng này. Mà cái này đúng đầu nó mới ra cơ, giật nó cũng khó nhưng mà em dứt bỏ rồi. Cắt bỏ ngứa mắt quá. Ui giời. Đây cho bác ngắm nhìn một siêu phẩm, siêu quả siêu phẩm luôn, một con Patek Philippe nha, phun đá này, dạ quang sáng trắng luôn nha. Còn đây mỏng, độ mỏng nó siêu siêu mỏng luôn. Đấy, bác nào mà nhớ cách đây 1-2 năm về trước, nhà em bán cái dòng này 18-22 triệu không đúng không bác này. Đấy, một con Patek Philippe này. Máy của nó là máy Calibre nhé, máy thì siêu xịn rồi. Đấy, máy Calibre này. Mỏng lắm nhưng mà mỏng mà đẹp. Nhưng mà bạn nào mà bế con này về chúc mừng. Máy chuẩn thụy luôn nhá, Patek Philippe. Này không đẹp không ăn tiền luôn. Này con này em đang bán 18 triệu nhá, 18 triệu đấy. Này em chơi lớn các bạn để cho bác con này nó kể cả vừa nhập về để bác cái giá rẻ luôn nhá. Mà chơi thì sướng. Mã VIP V1 size 40 này. Bác nào lấy cái này em để bác cái giá là 13,5 triệu nhé. Bình thường con này em về cái nhà là bán 18 triệu nhé. Đấy, hôm nay là bán luôn coi bằng giá sả luôn nhé. VIP V1 size 40 giá 13,5 triệu bằng đúng giá sả luôn. Bác nào thích chơi con chính hãng này không ạ? Đây em còn con chính hãng này, còn chú quậy này, lên nốt cho các bác chơi này. Con này các bác không lấy trái được, các bác lấy con nào?
Còn chính hãng này mà có giá, nói các bác nó rẻ rẻ hơn con đồng hồ Trung Quốc đó mà không lấy con nào đâu các bác. Đấy, đây một con Calivan, một con hàng chính hãng của Calivan nhé. Này, máy của nó mắc gì này, máy nó là máy Senco nhé, không có đơn giản đâu. Vàng là vàng thật luôn đấy, vàng mạ vàng thật đấy nhé, chứ không phải nhúng nhé. Đấy. Đẹp mê man luôn, không chịu nổi mấy con ông quậy luôn. Size 40 bác nhé, phải size 40. Cái này mã V9. V9 size 40, nó lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu rưỡi bác nhé, 2 triệu rưỡi này, đúng mà rẻ, đúng mà con đồ của Trung Quốc. Mã V9 này, size 40 giá 2 triệu rưỡi. Đây bác nào chơi con này không đấy, cho lên luôn bác này. Bác nào chơi con Omega máy Thụy được không ạ, cho bay luôn. Nó mà cho mà xem cái máy cái quay nó này. Đấy, khóa này. Đấy, khóa nó nhìn sướng không? Ừ. Đều có mãi các bác nhá. Đấy, máy nó thì không phải bàn. Siêu VIP bác nhá. Nó bảo là 28 triệu con đồng hồ này đấy, bác nào cái xem kênh em theo dõi kênh em có biết đúng không ạ? 28 triệu con này chứ không phải rẻ đâu các bác. Năm nay em đấu được cái lô hàng này, thanh lý của cửa hàng nó rẻ quá, nhưng bình thường những con hàng này phải đấu về nhà toàn 26 28 triệu phải rẻ đâu các bạn. Đấy. Đẹp lắm các bạn ơi. Size 42. Này bác nào mà bé này về chuẩn chỉnh luôn. Size 42 này. Mã VIP V2. Size 42. Bác lấy cái này em để cho bác một cái giá 8 triệu rưỡi bác nhé. Bác có tin đúng không ạ? Thụy Sĩ không nhá. VIP V2 size 42 giá 8 triệu rưỡi. Đúng bằng số lẻ năm ngoái. Năm ngoái là 18 triệu. Năm nay bán 8 triệu rưỡi. Khủng khiếp thật. Đấy, lên thì bác một cái con hàng hot này. Uberlot. Máy Nhật. Cơ automatic. Máy chủ nhật rồi nhé, đẹp quá. Chê được tí nào. Size là size 40, đẹp xuất sắc luôn. Máy Nhật xịn nha. Mã V10. Size 40, con này giá là 2 triệu 6. Đẹp quá các bạn con này.
V10 size 40 giá 26. Đẹp mê man luôn. Quả wow, nó có to nhé. Máy này không phải bàn cãi, đẹp lắm ạ. Đeo lên tay, sướng cái tay luôn mà nhìn. Chống hết của tỉnh. Size 40 tiếp tục. Mã V11. Size 40 này, con này giá là 2,6 triệu. Con này mới cứng luôn các nhé, con này mới cứng luôn, hàng trưng bày đấy. Mã V11 này, size 40 này, giá 2,6 triệu. Là con Patek này. Đẹp lắm các bạn, là đẹp lắm luôn Patek clip này. Đẹp không chê được luôn. Máy thì máy Nhật. Bác nhận hàng con này các bác không có điểm gì bác chê nổi, đẹp lắm các bác nhé. Size 40. Nay không dám lấy xe to về bán chậm lắm. Mã V12. Size 40, con này giá rồi. 2,4 triệu. VIP 12 size 40 giá 2,4 triệu. Đẹp như cái niềng nó bầm đẹp lắm các nhìn này. Nằm đá đẹp không? Đô lệch này. Không có điểm chê đâu nhé. Ôi trời, ôi con đồng hồ giá trị không? Nó đẹp mà các bác, đến em cầm đồng hồ xịn nhiều mà em những con này em cầm em phải mê, đẹp lắm. Con Rolex này. Size 40 bác ạ, con này không bác các bác không thể từ chối được đâu. Đây là mã V14. Size 40. Bao lấy con này em để bác cái giá là 2,6 triệu bác nha. V14 size 40 giá 2,6 triệu. Đấy, tiếp tục em lên em xả bác con này nữa nhé. Em xả 13,5 triệu, xả xuống 9,9 triệu đúng không ạ? Một con Omega siêu độc lạ. Bản này đang hot lắm nha. Bản này đang hot, cực kỳ hot luôn đó. Mày nó đẹp lắm mọi người. Đẹp mỹ man luôn.
Con này size 42. Con này là mã VIP. VIP V3. Size 42. Đấy. Bảo là con này em để bán cái giá là 9 triệu nhé. Có nghe không nhầm đâu ạ. VIP về bao nhé. VIP về bao nhé. VIP về bà này size 42 giá 9 triệu. Hôm trước đã xả xuống 11 triệu rồi. Nay xả cho bác xuống 9 triệu. Đây hôm nay em về được mấy con này mà điện thoại đẹp không bác ạ? Đó là lấy con nào lấy này. Đây là một con 14 bảo đồ mắc này. Con này mới sạc 5 lần này, mới tinh nhá. 14 bảo đồ mắc. Bản 2 sim này. Này, bạn nào chơi con này thì chơi này. Mới tinh mới nha, con này nó chung là nó hàng nó không biết cái hàng kiểu nó nhập kiểu gì hay thật đấy. Sạc có 5 lần luôn nhé, sạc có 5 lần rồi. Đấy. 14 Pro Max này, bản 2 sim nhé, bản ZA, bản này lắp 2 sim vật lý mới nha. Pin thì 100 chắc chắn rồi. Vì nó mới sạc có 5 lần nữa, bảo chắc chắn là phải pin 100 rồi đúng không ạ? Không thể nào đó. Con này mới cứng nhá, chưa mới biết chảy nhá. Con này không hộp nhá, không hộp sổ đâu ạ, mới tinh luôn nha, chưa biết chảy xước. 14 bảo mắc này. Pro Max này. Nó sẽ bao ghi này, em qua về em chỉ lý ghi. Con này 128 bác nhé, 128 ghi, 14 Pro Max. Này, con này giá của nó cực yêu bác nhé. 22 triệu 700. Đấy, mới tinh bác nhé, con này mới tinh nhé, mới sạc có 5 lần thôi. 14 Pro Max này, 128 ghi, 22,7 triệu nhé. Lên bắt một con 13 Pro Max này. Lên bắt một con 13 Pro Max nhé. Đây, 13 Pro Max này. Đó. 13 Pro Max nhá, con này biển LLA nhá, bản Mỹ nhá. Được chưa? 256 GB. Bản này một sim bác nhá. Đấy. Con này đại chất rồi, độ mới này. Tất cả zin áp nhá. Con này hàng báo bác là zin áp hết này. Độ mới con này 98% nhá. Này, pin con này 87% này. Bác lấy con này để bác cái giá là 13.900, 13.900 bác nhá. Xem này pin xuống bao nhiêu, vì hôm trước em đo này không biết nhớ là pin bao nhiêu nữa. Cho ngày hôm nay em chính xác là pin bao nhiêu này. Đây pin 86% bác nhá. Pin 86%. Được chưa? Đấy. 13 đồng bảo đồ mắc này, pin 86% này. Đấy. Hình thức đẹp 98% này. Giá là 13.900 này. Mà em để bác con này với giá đi. 13 bảo đồ mắc này. Em để cho bác con này với giá là 13.500 đi. Nhà mình dễ chơi bác nhá. 13,5 triệu đi. Nhá. 13 Pro Max này ạ, 13.500.000. Ốp đầy đủ không nhé. Đây, này em về cả một con đâu người ta. Em về hai con 11 11 thường mất nhé. Đây. Em về hai con 11. Đây ạ. Con này thì là mới keng xà beng thôi nhé. Con này chưa biết trời. Pin 100 nhé.
pin 100. Con này vẫn pin 100 nhé, 11. iPhone 11 nhá, con này bản ZA 2 SIM đấy ạ nhé. Đấy, bản này bản 2 256 GB nhé. Đấy. Được chưa? Mới tinh luôn, con này chưa vết chảy nhá. Pin 100% là bác có biết được đúng không ạ? Đấy, màu tím tím này, đẹp lắm. Con này giá là 7 triệu 6 bác nhá, 7 triệu 6. Mới tinh bác nhá, con này mới tinh luôn này, chưa vết chảy luôn, pin vẫn 100. Đấy, con này 11 này, iPhone 11 này. iPhone 11 nhé. Đấy, con này 256 GB này. Giá con này là 10 à đâu. No. 7 triệu 6 ạ, 7 7,6 triệu nhé. Đấy, con này là mới tinh, pin 100. Đấy, iPhone 11 nhé. Đấy, bản 256 GB này. 7 triệu 6. Em còn 64 GB nữa. Em vừa để đâu ạ? Ngon. Em còn một con 64 GB nhé, cũng iPhone 11 bản 64 GB. Đấy. Con đấy là pin có 83% thôi nhưng mà dùng một ngày vô tư nhé, zin áp luôn, các bác thả xuống giếng được chả vấn đề đâu nhé. Con đấy là em để cho bác giá là 5 5 triệu 9 năm chục, giờ còn lại 6 triệu đi. Con nào chơi nào thì chơi nhé. Và đây con 11, con em có mấy con, một con iPhone X này. Em còn 3 con iPhone X. Nha, ba con iPhone X này, bao lấy con nào lấy nhá. Đấy, con này iPhone X này, mã số 9 này, là giá là 3 triệu 9 này. Đấy, con này mã số 8 này, là 4 triệu 3 này. Con này thì nó cực mới, cực chất rồi. Con này thì các bác chơi về xứng đời luôn. Bản LLA, con này bản Mỹ này, 64 GB này. Đấy. Nói chung là ba con này là một con. Con này con mắt đắt nhất nhá, 4 triệu rưỡi này, 4 triệu rưỡi, 4 triệu 3 này và 3 triệu 9 nhá. Đấy, ba con iPhone X này, mà lấy con nào lấy nhá. Mà là chơi dòng à đây 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 con iPhone đây ai con iPhone này, con này 11 này, chật thì thôi rồi luôn. Đấy, con này zin áp nhé. Đây iPhone 11 bác nha. Đấy, bản GA luôn này, 64 GB. Ngoài thì yên tâm bác nhé, chưa chảy xước gì đâu ạ, mới tính luôn, 99% nhé. Đấy, pin 83%. Ba lỗ này em để báo ra 6 triệu, còn con kia là 7 triệu 6 nhá, cái con mà sạc 5 lần này, giá là 7 triệu 6. Đã chưa nào chơi nhá. Còn dòng gặp em rất nhiều nhé, dòng mà Samsung loại dòng phim gặp này em có mấy con, 2 3 con, nhưng mà lỗ nào lấy nhá. Giá rẻ lắm, có vài triệu nhá. Đó, video này em sẽ phép tạm dừng thôi nha. Các bác ưng được sản phẩm gì thì alo em. Em xin chào các bác ạ.